mới xài cái cây bi này nói không? Nên hơi chưa rành nữa. Dạ rõ rõ nè, rõ nè. Chào Tâm và mọi người, thì cũng mình xin tự giới thiệu là sinh năm 1983. Trước đây thì mình cũng làm công khoảng 10 năm, vừa rồi thì được ra khởi nghiệp cũng được hơn 6 tháng. Vào cái lớp khóa học này cũng nhờ Tâm mọi người giúp đỡ nhiều. Bây giờ mình sẽ trò chuyện với anh Trí khoảng chừng 30 phút, 20 phút đến 30 phút. Sau đó thì mình sẽ đưa ra giải pháp để cho anh Trí làm thử. Rồi sau đó thì mình sẽ có một cái bài học. Ngày xưa mình đi làm khởi nghiệp năm mình 18 tuổi. Và bây giờ anh Trí anh khởi nghiệp năm 36 tuổi. Là nghĩa là mình có 18 năm kinh nghiệm, trong khi anh Trí mới có cái 6 tháng kinh nghiệm mà. Rồi còn bạn An thì bạn An làm cái việc đó là bao lâu rồi bạn An? Dạ em là bao lâu rồi? Cũng 1 tháng rồi. Ôi trời ơi, này còn dữ hơn Trí nữa, có nghĩa là mới khởi nghiệp luôn, mới có 1 tháng thôi. Có thể gọi là khởi nghiệp, có thể gọi là lập nghiệp. Em muốn nói gì cái gì đó, nhưng mà rõ ràng em đang kinh doanh. Đó vậy thôi, dạ, anh nói dạ, đơn giản thôi. Anh Trí cho mình biết là hiện tại anh Trí nói là anh Trí đã làm, cũng có lợi nhuận. Là lợi nhuận bao nhiêu, nếu anh không có ngại anh chia sẻ. Và anh nói là kinh doanh đang chậm là như thế nào, anh muốn nó như thế nào, anh nói cho mọi người biết luôn. Ok, vậy anh giải thích cho, với lại anh nói cho mọi người biết đi, đó là thương hiệu của anh, cái người con đẻ của anh nói cho người ta biết, mọi người biết đi. Tại sao mình lại lấy cái thương hiệu của mình là Lò Khởi Nghiệp, tại sao mình lấy cái thương hiệu là Học Viện Bất Động Sản? Bây giờ coi như là anh người bán hàng đó, anh đứng giữa đám đông rồi anh thuyết trình đi, cho anh một phút anh nói. Thì mình thấy cái tác dụng của nước đó, nó cũng giống như là người bác sĩ thân cận của con người á. Rồi, anh đầu tư như vậy, anh tốn hết bao nhiêu tiền rồi? Ai xúi anh làm cái này? Ai xúi anh làm cái này? Cũng có anh em đi làm chung rồi nói cái mảng này là về tương lai nó sẽ phát triển, nói chung là ai cũng sẽ dùng. Ra khởi nghiệp, xong rồi tự làm vận tải thì nó thất bại. Nó bại về cái mảng quản lý tài chính. Nó công nợ nó xây không nổi nên bỏ không, không đủ vốn để mà gánh đúng không? Không gánh không nổi. Dạ. Bạn suối anh làm đúng không? Dạ. Bạn cũng hỏi thiệt cho... chứ. Đúng rồi, ngồi nói chuyện thì bạn cũng nói ý tưởng đó thì ông làm bạn này đi, tôi hỗ trợ Hùng 200-300 triệu. Dạ. Ok. Rồi bây giờ em hỏi anh là bây giờ mà cho anh nghỉ việc đó, làm cho anh nghỉ việc đó 1 tháng, anh đi chơi 1 tháng, anh quay lại anh có làm tiếp việc đó không? Anh có ngán việc anh đang làm chưa? Cái việc không, cái mảng kinh doanh này mình cũng rất là tâm huyết. Đó rồi đó, cái câu hỏi này là câu hỏi ăn tiền rồi nha. Anh mở miệng ra anh nói tâm huyết rồi nha. Tâm huyết là sao biết không? Tâm là gì? Dạ. Anh nói tâm huyết rồi thì bắt đầu mình phân tích ra cho anh để anh làm. Rồi, ok bây giờ bắt đầu nè. À, rồi nước mắm Khánh Hòa nữa. Khánh Hòa cũng có cách đây cả trăm năm rồi, sao mai biết hết vậy? Anh cũng không nhớ chứ không phải là không biết. Mà sao cái Nam Ngư không là anh nhớ? Không dạ, không có một thứ không? Không nhiều thứ chứ. Không được nhiều thứ, nói chung là còn thiếu sót nhiều quá, cảm ơn tập nhiều. Còn nhiều lắm anh. Rồi bây giờ vấn đề của anh được không rồi?